Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười. Người ơi em có hiểu được anh không? Lòng anh thẫn thờ. Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều. Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy, và giây phút này mong sao ngừng trôi. Đã bao thời gian anh mơ được nhìn em hé nụ cười.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.